Thưa quý vị, miền Bắc sẽ kết thúc những ngày thời tiết oi nóng ngay trong mùa đông và chuẩn bị đón đợt rét đậm đầu tiên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ tại thành phố Hải Phòng bắt đầu giảm sâu từ đêm nay, gần sáng có mưa rào và dông, trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Đến ngày 9 tháng 12 thì chuyển sang rét đậm với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Từ đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả khu vực Bạch Long Vĩ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Các tỉnh miền Nam ảnh hưởng rìa phía Nam khối không khí lạnh này nên thời tiết ở các tỉnh Trung Trung Bộ, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa vừa và dông. Các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi. Còn tiếp ngay sau đây là dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.